hay quá bộ vòi xịt vệ sinh tăng áp kèm van chia hai đường nước chất liệu inox 304 cơ dông. bộ vòi xịt vệ sinh tăng áp kèm van chia hai đường nước chữ h là lựa chọn tuyệt vời cho phòng tắm chất liệu inox 304 mạ chrome cao cấp đảm bảo độ bền và sang trọng thiết kế đặc biệt với van chia hai đường nước tạo ra áp lực mạnh mẽ mang lại cảm giác tắm sảng khoái và thoải mái hơn đây là giải pháp hiệu quả để nâng cao trải nghiệm tắm của bạn Đỉnh chóp. Cờ lê bánh cóc đầu kẹp mũi khoan hai trong một cờ lê thông, dụng máy khoan cầm tay. Cờ lê bánh cóc đầu kẹp mũi khoan hai trong một là công cụ đa năng cho máy khoan cầm tay. Thiết kế thông minh, tiện lợi và tiết kiệm không gian. Với khả năng kẹp mũi khoan và tháo lắp bánh cóc, sản phẩm giúp tăng tính linh hoạt và hiệu quả trong các dự án DII. Tiện quá. Cây lăn bụi quần áo, ga giường, sofa lông chó mèo, sử dụng được nhiều lần. Cây lăn bụi là lựa chọn thông minh cho việc làm sạch quần áo, ga giường, sofa lông chó mèo. Sản phẩm sử dụng được nhiều lần, tiết kiệm và thân thiện với môi trường. Đơn giản và hiệu quả trong việc loại bỏ bụi và lông thú cưng, giữ cho không gian nhà luôn sạch sẽ. Đẹp thật. Của cầu pha lê ba đi phát sáng, đèn trang trí phòng ngủ, qua, sinh nhật lưu niệm, deco. Quả cầu pha lê 3D phát sáng không chỉ là một chiếc đèn trang trí thông thường mà còn là một tác phẩm nghệ thuật ánh sáng độc đáo. Thiết kế tinh tế và hiệu ứng ánh sáng phong phú tạo ra một không gian phòng ngủ hoặc bàn làm việc đẹp mắt và độc đáo. Ánh sáng êm dịu từ quả cầu pha lê không chỉ tạo ra một không gian thư giãn mà còn tạo điểm nhấn ấn tượng, tạo cảm giác ấm áp và lãng mạn. Nó cũng là một lựa chọn tuyệt vời cho quà sinh nhật lưu niệm, mang lại niềm vui và sự ngạc nhiên đặc biệt cho người nhận đồng thời với vẻ đẹp sang trọng và độc đáo của nó quả cầu pha lê có thể làm cho không gian làm việc của bạn trở nên đẳng cấp hơn và độc đáo hơn bao giờ hết